Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, lớp trên lớp, tiếng Bồ Đào Nha, Ardmore S. Chan Ho Ardmore là một bộ phim chính kịch tội phạm khiêu dâm của Brazil, phát hành vào ngày 1 tháng 11 năm 1982 do Walter Hugo Cury viết kịch bản và đạo diễn. Bộ phim kể về một trải nghiệm đau đớn nhưng thú vị của một người đàn ông 50 tuổi đang hồi tưởng lại khoảng thời gian ngắn ngủi trong Thế chiến thứ hai, nơi anh ta đến thăm một nhà thổ cao cấp do mẹ anh ta quản lý. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Vera Fischer, Tarcísio Meira, Marcelo Ribeiro, Iris Bruzzi và Susa Meneghel. Sau đây chúng ta cùng xem qua cốt truyện của bộ phim. Vào những ngày hiện tại của năm 1982, một người đàn ông lớn tuổi mặc vest công sở được tài xế của anh ta đưa đến một dinh thự. Ông ta tên là Hugo, giờ đã hơn 50 tuổi, bắt đầu lang thang qua các phòng của biệt thự, một mình hồi tưởng lại những ký ức tuổi thơ của mình ở nơi đây. Bối cảnh chuyển sang khoảng 45 năm trước đó, năm 1937. Năm đó, trước một sự kiện thay đổi chính trị quan trọng ở Brazil, Hugo, 12 tuổi, được bà ngoại hộ tống đi bộ từ ga tàu và bỏ cậu lại tại một dinh thự sang trọng. Chủ sở hữu của dinh thự là Anna, người phụ nữ yêu thích của một chính trị gia quan trọng, cũng là mẹ của Hugo. Ngày Hugo đến vô tình trùng với ngày tổ chức một bữa tiệc khuya cực lớn. Sự kiện dự kiến bắt đầu vào tối hôm đó. Một ban nhạc sống đã được thuê để cung cấp dịch vụ giải trí. Một nhóm đàn ông hầu hết ăn mặc đẹp đến bữa tiệc bằng hai chiếc xe hơi, với vị khách tham dự là một quan chức chính phủ cấp cao, trong khi một chính trị gia cao cấp khác đang âm mưu cấu kết với Tamara, một gái điếm trẻ xinh đẹp, người được chọn để lôi kéo nhân vật chính phủ, vì cô ấy cảm thấy mình giống như một trinh nữ. Hugo bị nhốt trên gác mái của ngôi nhà và giấu anh ta khỏi các lễ hội. Nhưng anh ta nhanh chóng trở nên bồn chồn và leo lên bên trong các lỗ thông hơi phức tạp của tòa nhà, nơi cho phép anh ta nhìn vào những căn phòng đầy khoái cảm và nhiều niềm vui khác. Khi những âm mưu chính trị bị xoáy vào cả bên trong lẫn bên ngoài nhà chứa, Hugo thường xuyên bị các cô gái mại dâm trong nhà chứa trêu chọc và dụ dỗ. Điều này khiến quan điểm của Hugo về tình dục sẽ bị thay đổi mãi mãi. Cuối cùng, mọi điều cấm kỵ đều bị phá vỡ bởi một cuộc gặp gỡ cuối cùng kỳ quặc giữa mẹ và con trai, với một niềm đam mê vừa lệch lạc vừa đáng ghét. Khi mặt trời mọc trên đất nước xa xôi này, cuộc cách mạng đã bắt đầu. Các chính trị gia nhận được thông báo về cuộc đảo chính và bắt đầu rời đi, cảm thấy nơi đây không còn an toàn và không tốt cho Hugo. Anna sắp xếp để đưa Hugo trở về với bà ngoại trong sự quyến luyến và nuối tiếc của tất cả mọi người trong dinh thự. Nếu xem trọn bộ phim, nhiều người có thể cho rằng đây là một bộ phim tồi tệ khủng khiếp. Sẽ thật sốc và phẫn nộ khi một đạo diễn phim lại yêu cầu một diễn viên nhí 12 tuổi tham gia các cảnh sex. Nhưng với tôi, đây không phải là nội dung khiêu dâm trẻ em như nhiều người đã đánh giá. Trước hết cần phải xem xét hoàn cảnh thời gian ra đời của bộ phim, năm 1982. Bạn cần phải hiểu rằng bộ phim này được thực hiện trong thời điểm mà cuộc sống không chạy với tốc độ nhanh như bây giờ. Nhiều bộ phim của Brazil vào cuối những năm 70 và đầu những năm 80 là sự pha trộn giữa yếu tố nhẹ nhàng như trong bộ phim này và sự khiêu dâm mạnh mẽ, cố gắng che đậy những lời chỉ trích chính trị nhằm vào chế độ độc tài quân sự vào thời điểm đó. Các chủ đề khiêu dâm là một cách đảm bảo doanh thu phòng vé tốt và hầu như luôn được mong đợi. Bộ phim này cũng không phải là ngoại lệ. Tất nhiên nó hoàn toàn không phù hợp và dễ dàng bị cấm chiếu ở thời đại ngày nay. Nhưng dù sao đây cũng là một bộ phim hiếm và được thực hiện rất tốt. Các diễn viên đều đẹp, gọn gàng và trau chuốt. Các nam diễn viên thì lịch lãm, còn các nữ diễn viên thì đẹp đến khó tin. Vera Fischer mang một vẻ đẹp cổ điển quý phái, cô ấy như được sinh ra để đảm nhận vai diễn này vậy. Trong khi với vai trò là một ngôi sao nhạc pop và một người dẫn chương trình thiếu nhi, Susa Meneghel gây ra nhiều tranh cãi khi tham gia vào bộ phim này. Ngoài ra, tất cả các nữ diễn viên khác xuất hiện trong bộ phim cũng mang những vẻ đẹp đằm thắm và dễ thương. Tình cảm của những người phụ nữ lớn tuổi này đối với cậu bé Hugo thường thực hiện hóa như một sự ham muốn thuần túy, với biểu hiện trên khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể của Hugo thể hiện như sự pha trộn giữa một loại tê liệt tinh thần bị mắc kẹt giữa cầm cự và tận hưởng những cảm giác mới mẻ mà cậu bé có. Hình ảnh quan trọng mà người ta nhận được từ bộ phim này chắc chắn là đôi mắt xanh xuyên thấu của Hugo được quay hoàn toàn
nhìn vào tưởng tượng cá nhân sâu sắc nhất và cơn ác mộng đen tối nhất của chính anh ta. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.